Mến chào các anh chị. Và trong năm 2020 và 2021 đã xảy ra dịch bệnh khá là nặng, đó là dịch Covid. Làm đó là một cái giấc mơ mà không ai muốn nhìn thấy giấc mơ đó được. Và mọi người trên trái đất này hầu như quay cuồng với cái những cái nỗi lo như vậy. Và luôn luôn có những cái sự bất an, có những cái sự không an lòng ở trong cuộc sống. Thì nếu như những cái dịch bệnh như vậy, chúng ta quay về bên trong nhiều hơn và chúng ta thiền định và chúng ta tạo đi nhiều hơn những cái giá trị, thì mỗi người chúng ta sẽ có rất là nhiều cái sự bình an. Và và trong năm 2021 này, dịch bệnh ở khắp nơi trên toàn cầu và đặc biệt ở tại Việt Nam và đặc biệt hơn nữa là tại thành phố Hồ Chí Minh rất là nặng nề. Và nhưng mà cũng có nhiều công ty thì chọn những giải pháp như là ở nhà, hoặc là một số công ty cũng sẽ làm ba tại chỗ. Và Vietsize là một cái công ty mà được nhà nước ưu tiên để mà sản xuất, vì công ty chúng tôi là một cái đơn vị là vừa sản xuất vừa làm việc là xuất khẩu, cho nên là thực hiện ba tại chỗ. Thì khi mà thực hiện ba tại chỗ như vậy rất là nhiều khó khăn, và anh chị em đã đồng hành với ban lãnh đạo ở trong công ty vượt qua cái thời khắc rất là gây go. Và nhân đây tôi xin đại diện cho công ty để mà gửi lời cảm ơn đến những khách hàng quý giá đã gửi những đơn hàng đến để cho anh chị em trong công ty được tiếp tục làm việc, và anh em công nhân cũng đã có công việc làm. Và hơn nữa là chúng tôi nghĩ rằng mình cần đóng góp cho cái cộng đồng, cho xã hội để mà tạo giá trị công ăn việc làm. Thì tôi xin cảm ơn những cái lời sâu sắc nhất đến anh chị em trong công ty đã đồng hành cùng ban lãnh đạo để mà thực hiện duy trì ba tại chỗ, để có những cái đơn hàng. Và trong những cái thời khắc đó, ở trong công ty chúng tôi không nghĩ đến cái việc business nữa, mà chúng tôi làm sao để mà vừa thực hiện là cho anh chị em trong công ty có công ăn việc làm, đồng thời cũng phải giữ an toàn. Thì cũng may mắn là đến thời điểm này Vietsize cũng đã có an toàn. Và các anh chị biết không, thì thực hiện ba tại chỗ như vậy, ngoài cái việc mà giữ an toàn, có những cái y tế, thì chúng tôi cũng có những người bạn đã đặt nguồn hàng uy tín để có cái giá tốt, để anh chị em làm ấm lòng các anh chị em để có những bữa ăn ngon và có những bữa ăn đầy đủ sức khỏe. Thì tôi biết ơn những cái bạn ở trong công ty đã đồng hành với ban lãnh đạo để tạm thời xa gia đình của mình trong khoảng thời gian khoảng hơn 3 tháng để mà cùng với ban lãnh đạo để vượt qua những cái thời kỳ thách thức ấy. Và tôi biết ơn tất cả những gì mà cuộc sống quanh ta đã mang đến. Và chúng tôi Vietsize, tập thể Vietsize bây giờ vẫn còn làm việc và vẫn còn sáng tạo. Và cũng may mắn là chúng tôi chọn một cái sản phẩm là không nung nhiệt. Và cái sản phẩm này nó vừa cho chúng tôi được cái sự sáng tạo trong thiết kế để tạo ra nhiều công trình đẹp hơn. Và đồng thời một điều đặc biệt hơn nữa là chúng tôi vẫn còn bảo vệ môi trường sống, đó là chúng tôi không có thực hiện là cái sản phẩm này không nung nhiệt. Và chúng tôi vẫn còn thực hiện ước mơ và hoài bão của một tập thể Vietsize gắn kết với mọi người trên thế giới này, những người yêu cái đẹp, những kiến trúc sư, để chúng tôi tạo ra những công trình đẹp hơn để sánh cùng với thời gian. Đó là những cái điều mà hôm nay tôi xin bày tỏ lòng biết ơn với tất cả, với những nhân duyên mà đã đến với chúng tôi trong cái thời gian thách thức, để ban lãnh đạo ở trong công ty và anh chị em của chúng tôi đã vượt qua. Và đến bây giờ chúng tôi vẫn còn an toàn. Và điều may mắn đó là trong cuộc đời chúng tôi đã gặp những người bạn tri âm tri kỷ như vậy. Và chúng tôi nguyện sẽ thực hiện với những cái ước mơ của mình để sáng tạo nhiều hơn nữa. Với hiện tại là chúng tôi có hơn 4.000 mẫu và 120 màu, và chúng tôi vẫn cứ thực hiện thiết kế và sáng tạo ra những cái sản phẩm là không nung nhiệt, sản phẩm thân thiện với môi trường, và đi cùng năm tháng đó là những công trình đẹp,
art, nghệ thuật và vẫn chất lượng sống cùng theo với thời gian. Và nhân đây là chúng tôi xin gửi đến những cái công trình mà và trong cái mùa dịch chúng tôi vẫn thực hiện, đó là những cái công trình như là mùa Cang Chải hoặc là Grand Hồ Tràm và một cái số công trình trọng điểm ở trong thành phố hoặc là cả thế giới. Thì biết ơn tất cả và mến chào các anh chị và chúc các anh chị có sự bình an, có sự sức khỏe và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị.